Cảm ơn mày nha An. Chắc nói nó chửi nó. Mày dẹp lại cho tao. Ê ê. Thôi cho tao bao nữa à. Nhà tao cái tao nấu cơm. Mày lại rồi em ơi. Thấy còn nào đi bệnh đó. Nếu các bạn không biết đây là phần ăn nhỏ nhắn của tụi mình. Chỉ với dạ 366 ngàn. Ừ. Má như mua sale vô ba, ăn nóng liền 300 mấy à. Cái gà má như đây ăn vô ba chạy hàng. Đồ mất kỳ. Đây là đều là đồ raw hết. Về xử sao giờ phải đi qua nhà bạn. Shit. Lâu rồi không có vlog. Cắm quay lên coi. Nè, Quang Phúc chở nè. Rồi. Thấy mấy con heo không chứ mình thấy. Khúc rồi thầy. Lại thưa bạn đi em. Các bạn đi em. Đập mày bây giờ. Được. Chết người đi lục con. Anh Nhiên ăn buồn tình. Không biết đưa lại mà sẽ đi về đâu. Đây là cẩm dưới mương các bạn. Nhỏ nước, nhỏ nước. Ờ, ok. Khá là trong suốt. Mà mày thằng này chó này ăn Sabu khen, không phải Sabu chê nha. Sabu khen. Sabu khen. Ủa à không, xin lỗi. Anh ấy đang ăn Sabu Khen. Ui. Còn đây là team. Đây là bên hướng chặt dừa các bạn. Còn mình đéo làm thương mẹ vậy nên là mình phải ngồi đúng quay lít. Trời ơi, hot boy. Hot boy chặt dừa. Quá chặt dừa. Hot boy chặt dừa. Trời ơi, má chặt dừa điều gì? Quýt. Mới nói nàng bị. Đó, ngon rồi đó, vậy là đẹp rồi nè. Rồi, khứa ra, khứa đầu ra. Mày chỉ cầm lấy tay mày muốn vô thôi. Nè, để lên. Từ từ, từ. Mày lấy cái mũi ra mày chích. Mày chích, mày chích vô cái tay của mày. Mày chích nhẹ thôi nha, mày chích nhẹ vô thôi. Để mày uống miệng chứ hết. Đó. Ôi, nước kỹ thuật. Rồi được rồi, mày uống một miệng á. Lấy tay mày đút vô, lấy tay sọt vô. Lấy lưỡi mày liếm vô. Còn khá lột thịt. Ai dẫn ngươi. Nghe thấy uống nếp được. Gì kìa. Mở ra cái ra. Gì em bé, mày cầm ngựa mày cũng chặt được lắm. Đi kìa quá, đi kìa. Đi kìa uống như vậy. Hết bôi chặt vừa. Vì vụ cái dừa nó tao khóc á lậu. Mày nhớ đã tao chặt cái dừa, tao chặt lộn đầu. Chặt dừa hả? Chặt dừa, không, tao chặt cái trái dừa, tao chặt cái dừa. Rồi mày có biết chặt dừa không nha? Không. Phúc tới mày rồi Phúc. Mặc dù nhà tao cả đống dừa. Chia sẻ phải không? Cả máy tao đáy nữa, lọc thì chặt dừa Phúc.
đây 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 này nguyên cái quại đó là thuộc về mình á. Ủa da má mày cắm cái anh sẽ chặt cho các bạn mương mẹ yêu nhiều nhờ anh vãi. Ủa mương nào không vậy, ngon không, ngon không? Có uống hút này uống mới dễ, mày chịu khó uống xíu má uống vậy được rồi đó, hút đậm chất tự nhiên. Tao uống này mày, má uống trái luôn. Tới đây uống nguyên trái luôn má, khen vậy đó mày. Tao nói à, mày đang mệt mày uống nước dừa mà gì kìa, uống thêm uống hoài luôn, bụng bụng nó nặng. Rồi ta chọn rồi, có thể hiện không? Mày dẹp liền cho tao. Đâu mày mặc mày đâu? Mày dẹp liền cho tao. Chết chết. Rẻ đi chứ không ăn đâu đi. À, mày muốn ăn không? Ăn. À. Mày dẹp liền cho tao. Đâu mày tao quấy vô mày cười. Gì? Có câu mà mày dẹp liền cho tao á. Thằng lúc đó bữa đó. Thằng đó là thằng nào sao tao không biết nó đâu. Thằng nào nói chuyện rồi đây. Lớp 11 hả? Lớp 10 hay lớp 11? Cha quen trận đạo luôn rồi. Học thêm chung hả? Là là cảnh này. Tao nói chuyện trận đạo thôi. Đáng ngồi nói chuyện. Cảm ơn mày nha. Chắc nó mày dẹp lại cho tao. Ê ê ê ê đang ngồi nói chuyện chửi đó. Chửi mạnh nào lúc mày mà mày dẹp liền cho tao. Mày có xấu tao đúng không? Ủa tao nghe mắt cầm thì nó thèm. Con mày đúng cái cục đó vô ở trong hả? Ở đây chúng tôi đã có lửa. Hay không có chữa khe anh đút nó vô hả? Vô, đút vô. Tao rửa trái bự ra mà. Tắt mẹ rồi bự mẹ nữa. Trời kiếm chỗ đút vô. Cái nước nó để đây luôn qua. Mày đút vô trọng nó mới nghẹt khí nó mới đeo cái trái được á thằng ngu. Con nhện đen có cờ phát. Mày đút mày được mày cầm cái đó mày đút vô chân tao đi. Tao không đập mày nữa tao con mày luôn. Trả ra được kìa, nó trả ra được kìa. Cái bếp nhóm lửa. Hãy đập vô. Đừng gì? Tám chai xà bông. Ủa khoan rồi, rồi mày được gặt cái dĩ lên luôn hả? Dạ. Ủa hai gặt này sao mà đủ? Ủa gặt đâu? Có hai linh coi đâu gặt vô đâu? Ủa sao có hai cục vậy? Trời. Trời ơi. Trời ơi. Cái quạt. Tụi bay ăn đồ nữa, tụi bay ăn ăn sao bu chê vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã quá. Nó đã ghê luôn á. Rất mẹ. Oh yes. Chỗ để ăn sẵn ba lấy em đâu đổ luôn mày. Đổ trong trong đi rồi. Ai chơi nữa không? Chừng hết để chút. Khỏi đi. Chan vô cơm ăn chừng. Ôi. Cơm bún tôi ngon luôn. Itadakimasu. Đây là món ăn chiều. Gì vậy? Cái gì vậy? Gà hầm xả. Ôi ơi, khoái khẩu. Đây nè. Nhà má tao nấu này hoài vậy. Gà hầm xả ăn là nhất đó. Ôi cái này nhà ăn một nồi luôn. Cũng đã mà. Ôi vậy cái này, nấu vậy cái này là ăn gì? Cái này là ăn giữa chiều mà. Ừ, giữa, ăn giữa bữa mà. Ăn giữa chiều, ăn dặm. Ăn giữa chiều mà có vô đây là mấy thằng con heo. Ăn vô đây thì sao mình đi vòng vòng đây. Sao mấy hồi vô ăn tiếp mà. Ôi. Mấy con heo. Ăn không nhiều nhà mà. Chở đều đều nhẹ thôi, trời ơi nó giọng nó văng. Thằng này. Nhẹ thôi. Dễ. Ngu à, ngu à. Đó đó đó. Nè Phúc ơi, chỉ mẹ. Được rồi. Phúc. Phúc. Đừng có kêu tên tao lên. Nó sợ nóng mấy mày. Làm nó chịu được chứ nóng. Đã đi được. Ê, sao giờ tao mày lột này ra đi à? Để tao cắt cho. Nghỉ trưa thì bây giờ tiếp tục lại ăn. Nhưng mà kỳ này là có son bô nữa. Cái này là hơi... Ê, gọi anh... Sao mày ngu thế à? Sau cái này là Go Apple. Và cái... Go Apple, táo vàng. Và... Red Berry, dầu đỏ. Ủa, Red Berry là táo mà. Red Berry, dầu đỏ. Red berry. À đây nước táo. Dâu mà. Ok, apple. Blueberry. Hôm nay sẽ chỉ các bạn cách nướng bacon hợp lý. Nói chung là đẹp sao đâu. Các bạn sẽ thấy là đây là những miếng bacon cực kỳ ngon và chất lượng. Hơi bọt tí nha nên là không sao đâu. Ok ok. Chín chưa ta? Rồi đúng không? Chín rồi, chín rồi. Thấy nó sủi bọt luôn. Ôi. Đậm chất chân gian bằng máy. Máy dân gian mang bacon vào vô cũng trời ơi. Cậu má thấy hụt. Mày vô cái máy là ăn cứt nha. Mày vô cái máy là ăn cứt nha.